Sammy, có chuyện gì vậy? Họ có thể nghe thấy chúng mình đó. Ai cơ? Trộm đó. Ăn trộm vào nhà tụi mình nhá. Đúng thế, họ định ăn cắp thứ quý giá nhất, bút chì của tớ. Sammy, thế thì tụi mình phải cất vào một nơi cất giữ thật an toàn. Có biết làm cái nào như thế không? Có chứ, đi thôi nào. Chào mọi người, hôm nay tụi mình sẽ làm một cái kệ để đồ khác biệt. Nó sẽ là một cái kệ an toàn chứa các dụng cụ cho nghệ sĩ thật sự. Sammy, chắc là cậu bỏ mấy cây bút chì xuống được rồi, hình như trong nhà mình không có trộm đâu. Cậu bảo trộm á? Đâu rồi, hắn ta ở đâu? Tớ sẵn sàng chiến đấu rồi đấy. Sammy, chắc cậu sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng mình làm xong cái kệ để đồ này nha. Đúng thế siêu ạ, tớ phải làm mình xong nhãng đi mới được. Để tớ giúp cậu làm cái đồ đấy nha. Lại thánh phố mãi, đừng là bút chì của mình mà. Hay là cậu đi giấu kho báu trước rồi giúp tớ sau nhá. Nghe hay đấy, tớ đi đây tí nhá, tớ sẽ tìm một nơi thật là chuẩn. Còn chúng mình thì dán phần đấy đã nhá. Nhớ cẩn thận với keo nến nhé mọi người, nó nóng lắm luôn á. Giờ thì lắp bức tường đầu tiên vào đây. Ấn nó xuống để nó dính thật chặt vào đấy nhá. Như này là được. Còn đây là bức tường thứ hai. Nhớ nhấn nút thích nhé cả nhà. Và cùng xem chúng ta có bao nhiêu nghệ sĩ tương lai đang xem cái này nhé. Xong rồi, tớ giấu chúng vào một nơi cực kỳ kín đáo, chả ai tìm được nó đâu. Nghe tuyệt đấy xem, mong là nó không phải là tủ quần áo của tớ. Làm sao cậu biết? Ôi trời, giờ thì tớ lại phải giấu chúng ở đây. Chúc may mắn nhé xem, còn tớ sẽ hoàn thiện nốt chiếc hộp nè. Ba la. Đấy, của cái kệ xong rồi nè. Giờ chuyển sang làm nắp nhá. Chú, tớ làm hai cái này cho cái nắp nè. Cảm ơn cậu Sammy. Vẫn còn hai cái nữa ạ. Trong lúc xem đang bận rộn với các bộ phận khác, tớ sẽ lắp những mảnh ghép cậu mang đến nhé. Kết hợp màu sắc như này đúng là đáng yêu nhờ. Hai bức tường xong luôn rồi này. Xong luôn rồi á, cậu nhanh thật luôn đó xem. Bởi vì tớ là Mr. Speed mà. Bảy đặt tiếng Anh rồi. Xem, cậu nghĩ ra thiết kế có nắp để kệ để đồ chưa? Lật thộp ngược lại rồi, cậu nhìn đây này. Được rồi, xem nào. Wow, xem nhìn cậu cưng quá đi nè. Bức chân dung tự họa này là đỉnh chóp luôn ạ. Cả nhà có thích bức vẽ của tớ không? Nếu có thì mau mau nhấn nút thích nha. Nắp và hộp xong rồi đây. Giờ thì tụi mình ghép chúng lại với nhau. Xem làm ra mấy cái này từ ống hút và bìa cứng nè mọi người. Giờ thì chúng tớ sẽ chỉ cho mọi người cách làm bản lề. Nhìn kỹ nha. Chỉ cần một chút keo, cẩn thận nóng lắm đó mọi người. Rồi dán nó như thế này thôi là xong. Dễ như ăn kẹo luôn nha, ta sẽ tự dán cái thứ hai vào nè. Giỏi quá Sammy, còn ta sẽ chuẩn bị vật liệu tiếp theo nha. Hấp, giờ thì chúng mình có đủ số lượng cần thiết rồi nè. Chú, hình như ta bị mắc kẹt rồi, giúp tớ với. Khoan, đứng yên nào Sammy. Được rồi. Tớ tưởng là mình sẽ biến thành một phần của cái kệ để đồ này rồi á. Cậu sẽ biến thành một món trang trí thật dễ thương luôn nhá. Nhưng chúng mình cần cậu hơn. Tớ lo muốn xỉu á. Thôi, tớ đi xem mấy cái bút chì như nào cái đã. Xí mí, cậu lại để tớ làm một mình nữa hả? Không công bằng tí nào. Thì coi như mình sẽ được làm nhiều thứ hơn thôi. Được rồi, tụi mình có thể mang cái này đi được đó các bạn. Chỉ cần dán tay cầm vào thôi nè. Chịu báo động đây, mấy cái bút chì lạ biến mất nữa rồi, tụi mình phải làm cái gì đó nhanh nhanh lên. Thế thì chắc chúng ta phải nâng cấp hệ thống an toàn rồi, để không ai vào trong đó được. Đúng thế, mau làm nó ngay thôi. Mọi người ơi, chúng mình sẽ tạo ra một ổ khóa kết hợp đích thực cho cái kệ nhá. Chỉ có mình siêu với tớ biết mật mã thôi, người khác sẽ không lấy được cái gì từ trong này đâu. Sao cậu lại cần dùng cuốn sổ này thế? Cậu xa với Su để ghi lại mật khẩu chứ còn gì. Cậu không nghĩ là tên trộm có thể ăn cắp cuốn sổ của cậu rồi phát hiện mật khẩu hả? Thế thì tớ sẽ phải học thuộc lòng mật khẩu rồi. Não tớ chẳng còn nhiều chỗ trống nữa đâu. Thế thì cậu phải bỏ cái gì đó không cần thiết ra khỏi não rồi. Hello, cậu là ai á? Thế là cậu quyết định ném tớ ra khỏi bộ não à? Và đó là cách loài slime đối xử với người bạn thân nhất đó hả? Chứ, tớ đùa thôi mà. Đùa thôi.
Nhìn này, tớ chuẩn bị mấy chiếc que gỗ cho bộ phận tiếp theo rồi đó. Lời xin lỗi này vẫn chưa được thuyết phục lắm, cậu có thể làm tốt hơn á. Thế cái này thì sao? Xin lỗi Suji, tớ không đùa vô duyên vậy nữa đâu. Tớ cũng đùa thôi Sammy ơi, chứ tớ không giận cậu đâu. Giờ thì tụi mình có thể bắt đầu lắp ráp cơ chế rồi, xem mọi thứ sẵn sàng rồi chứ. Chính xác, coi mà tớ làm được cái gì đó nhưng hình như nó sai sai. Ờ, để tớ xem nào. Không sao cả xem, nhưng tụi mình sẽ cần dùng cái này sau. Chứ, tớ lại lo là mình làm sai gì cơ. Mà Su này, cậu có nghĩ là mấy cái bút giả của tớ cũng an toàn chứ? Sammy, tớ sẽ cho mọi thứ vào một chỗ nên cũng sẽ giấu hết chúng vào kệ để đồ luôn á. Nghe hợp lý à, tớ sẽ đem các món quan trọng nhất tới đây. Chắc là Sam phải bận rộn một lúc rồi đây. Còn chúng mình sẽ chăm sóc cơ chế đóng cơ nhé mọi người. Nhìn này, bộ phận này có 3 lỗ giống hệt nhau. Chúng mình cũng phải tạo ra 3 cái giống hệt thế lên kệ để đồ. Nhưng nhớ cẩn thận khi dùng dùi nhá. Tốt nhất là nhờ người lớn giúp các bạn ạ. Xong rồi nè, quá đẹp luôn. Chịu xem tớ tìm thấy gì nè, chắc chắn là do tên trộm làm rồi á. Ờ, mấy tên trộm này sao mà ăn vô lối ghê á. Thế là chúng không chỉ ăn cắp bút chì mà còn ăn thật luôn nè. Ờ, đúng là thảm họa, cái bút chì tội nghiệp của tớ. Sammy, hình như tớ nghĩ ra câu trả lời cho toàn bộ chuyện này rồi, nhưng mà tớ lại quên mất tiêu rồi. Còn tớ thì chẳng nghĩ được gì, chỉ là thấy lo muốn xỉu á. Đừng thế mà Sammy, chắc chắn tớ sẽ mua cho cậu thật là nhiều bút chì mới. Nhưng giờ thì cậu phải giúp tớ làm kệ để đồ á. Mang ra hộ tớ các bộ phận làm cơ chế nhập mã đi. Ok là tụi mình làm xong càng nhanh thì tớ sẽ giấu các món văn phòng phẩm càng sớm. Giờ thì ghép các bộ phận cơ chế lại với nhau nè. Thêm vào một giọt keo nè. Rồi ghép chúng lại như thế này á. Chịu nhanh nào, không thì mấy tên trộm sẽ nhai hết bút chì của tớ mất. Tớ đang cố làm nó thật nhanh nè Sam. Nhanh thế chứ đủ. Chịu cái gì thế này, tớ không hiểu. Tớ nói với cậu luôn nè. Tớ nghe đây. Khi xoay ổ khóa thì các móc sẽ móc vào mấy cái lỗ này. Lỗ? Lỗ nào cơ? À, trên nắp đó hả? Hình như tớ hơi hiểu rồi á. Giờ thì chúng mình sẽ đậy cơ chế này lại để người ta không phát hiện ra bí mật này nhá. Thế thì thử đóng nó lại, nhưng bằng mật khẩu đi chú. À, thế để tớ làm xem nào. Tớ cũng muốn biết nó hoạt động được không á. Như thế này nè. Hấp, siêu an toàn luôn nha. Giờ thì vặn ngược lại nè. Đầu tiên 9, rồi tới 3. Ups, tớ không được nói ra mà. Hay chưa nè, mọi thứ hoạt động rồi á. Thử nghiệm thành công rồi. Khóa kết hợp thì xong rồi, nhưng bên trong hộp vẫn trông không giống kệ để đồ cho lắm. Tụi mình phải chia cái này thành từng ngăn đấy chứ. Không thì em sẽ... Sammy, cậu có sao không? Ờ, giấc mơ này kỳ lạ ghê. Mọi thứ đều bay bay xung quanh tớ. Đây là tấm nhựa để làm ngăn chứa giấy thôi à bạn ơi. Còn giờ tụi mình sẽ cần cái này. Đúng thế, tớ phải mang chúng đi nơi này nơi kia mà. Ai mà biết được cảm hứng tới khi nào chứ. Đây sẽ là một ngăn trong nắp kệ để đồ. Chúng mình sẽ lắp ráp phần dưới của nó ngay nhá. Xỉu, nếu mấy tên trộm ăn bút chì của tớ thì chúng cũng ăn được kệ để đồ á. Cậu đúng làm dân tình hoang mang á Sammy. Nhưng mấy bức tường này được làm từ bìa cứng 5 lớp lận đó nha. Thì cần tắc vô ai nấy mà. Đặc biệt là khi tụi mình còn có ăn trộm trong nhà. Đúng là không cãi nổi cậu mà Sammy. Mau tới giúp tớ làm thủ công đi nè. Tớ sẵn sàng rồi đây. Cậu muốn tớ giúp cái gì đây nè? Tụi mình phải dán mấy thứ cậu đang cầm vào mặt sau ngăn này. Tớ sẽ dán mọi thứ thật là nhanh ngay luôn đây. Nhìn cho kỹ nha Suji. Thấy sao nè? Xuất sắc. Chúng mình tạm để ngăn này sang một bên nhá. Và tiếp tục làm kệ để đồ thôi nào. Các món đồ cứ tự động xuất hiện trong hộp luôn nè. Nhưng tụi mình đã phải làm rất nhiều thứ mới ra được như này đó. Cậu nghĩ ai đã cất hết mấy món này ra hả? Nếu không phải là tớ, chuyên gia bị cứng tốt nhất thì chính là cậu hả chứ? Gì mà lên giọng ngạc nhiên quá vậy Sammy? Cậu dám nghi ngờ tài năng của tớ à?
không xỉu, dĩ nhiên là không. Tớ cũng không bao giờ nghi ngờ cậu đâu đấy. Chưa bao giờ luôn. Nhưng đôi khi tớ nghi ngờ cậu đã xỉu. Gì cơ? Đùa thôi mà. Bự quá luôn á, xỉu nó sẽ chiếm hết cái bà luôn nè. Vậy thì tớ phải vẽ ở đâu đây? Tớ đã làm một cái tay cầm đặc biệt sẽ giúp cố định cái nắp thẳng đứng nè. Còn gì nữa? Thế này thì cậu sẽ thấy được hết các cây bút chì và nó cũng tiết kiệm không gian nữa chứ gì. Chất đấy xíu. Ồ, cái bánh trôi còn nhiều chỗ quá nè. Mau trang trí thêm các chi tiết hay ho vào đây nào. Xong. Amazing, good job xíu. Giờ thì sắp xếp mọi thứ vào thôi. Đây là phần yêu thích của tớ ạ. Tụi mình sẽ xếp bút dạ vào trước nhà, xem đúng là thích dùng chúng khi vẽ tranh đấy. Cái này vào đây nè. Đây là các hũ kim tuyến thân yêu của tớ thì tớ có thật nhiều cảm hứng ạ. Tụi mình sẽ cần các loại cọ khác nhau cho các phong cách vẽ khác nhau nè. Chủ khoan đã, cậu quên cái cọ vẽ thích nhất của tớ rồi à? Ồ, xin lỗi Semi, tớ sẽ cố chú ý hơn. Tụi mình còn thứ gì nữa không nhở? Không thể vẽ nếu không có màu vẽ yêu thích của tớ. Chưa chỉ mà tớ muốn vẽ lắm rồi nè. Có thể vẽ một cái gì đó hay ho bằng bút chì than đó. Thế thì tụi mình sẽ cần một cái chuốt bút chì và một cục tẩy nữa. Ừ, thêm vài món đồ nho nhỏ vào để thấy sự chua chua ngập tràn nè. Và cuối cùng kho báu của tớ, bộ sưu tập bút chì màu bự cho ba. Còn tụi mình sẽ cho giấy chứa các kiệt tác tương lai của Sam vào đây nhá. Thêm các màu sắc tươi sáng nè. Yay. Wow, màu Sam kệ để đồ của chúng ta thôi các bạn ơi. Chúng mình đã làm ra một cái kệ để đồ cực chất luôn, phải không chứ? Sammy, hình như tớ thấy tên trộm của chúng mình đấy. Đi với tớ nào. Cậu hứng, thì ra là cậu á. Tớ thả cho cậu ra đi dạ mà cậu lại gặm hết dụng cụ nghệ thuật của tớ à. Rốt cuộc thì tụi mình cũng bắt được trộm rồi. Còn mọi người có thích món đồ này không nhở? Nếu có thì mau mau tặng cho chúng tớ thật nhiều lượt thích và đăng ký kênh nha. Và nhớ kể cho bạn bè nghe về chúng tớ nha. Nhưng đừng nói với họ mã số bí mật của kệ để đồ này á. Tạm biệt nha.